Dạ, xin chào anh em. Hôm nay em test cái loa của hãng Makita 18V. Thì em cũng set xong và em lấy cái điện thoại này, mình sẽ hát vào cực cái loa đó. Thì sẽ view gần cho anh em xem. Ok, thì mình lại đó mình hát karaoke cho anh em nghe. Hát không hay nhưng mà anh em chú ý tới cái loa nó có hay hay không, chứ đừng chú ý tới người hát nha. Rồi, cảm ơn anh em. Vâng. Vâng, mình cũng đã test xong rồi ha anh em ha. Nhưng mà nó cũng không hay lắm. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.